Xin chào quý vị và các bạn, thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong video tổng hợp của Auto Daily. Vâng, để nhắc tới những mẫu xe gầm cao máy thoáng với cái giá bán dễ chịu trên thị trường hiện nay thì chắc chắn quý vị và các bạn đang quan tâm không thể bỏ qua video này. So với thu nhập của tầng lớp trung lưu đô thị tại thị trường Việt Nam hiện nay thì việc sở hữu một chiếc ô tô đã không còn là quá khó khăn nữa, đặc biệt là trong tầm giá từ 500 đến 700 triệu đồng. Thì hiện trên thị trường có rất nhiều sự lựa chọn cho các gia đình trẻ, cá nhân với nhu cầu đi xe chủ yếu trong đô thị và đi dã ngoại cuối tuần. Đứng tại vị trí thứ nhất là một thành viên mới trong gia đình Hyundai thành công. Vâng, không phải sản phẩm nào khác, chính là mẫu Kona 2019 với giá bán tham khảo từ 615 đến 725 triệu đồng. Mẫu xe này thì có cái khoảng sáng gầm có thể nói là hạn chế ở trong phân khúc khi con số chỉ là 170mm. Nhưng Hyundai Kona 2019 lại có cái kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.165mm, 1.800mm và 1.565mm, trục cơ sở 2.600mm. Nhìn chung, đây đều là những thông số vừa vặn cho một mẫu crossover đô thị nhỏ gọn, dễ luồn lách, nhưng khoang cabin vẫn đủ rộng rãi để cho cả gia đình trải nghiệm. Điểm nhấn trong thiết kế ngoại thất của Hyundai Kona 2019 nằm chính xác là ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt tạo hình các nước với cái ngôn ngữ mới hiện được áp dụng trên các dòng xe Hyundai như Santa Fe, Hyundai Elantra. Tiếp đến là cụm đèn định vị ban ngày, cụm đèn báo rẽ được rời lên phía trên gần nắp capo hơn, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính lại được di chuyển xuống phía dưới 3 đợt sốc. Ở phía sau, phần đuôi xe khá đầy đặn và có phần bệ vệ hơn nhờ tấm cản sau lớn, mang đến sự vững chãi chắc chắn cho tổng thể của chiếc xe. Cặp đèn hậu thiết kế thanh mảnh với phần đồ họa sắc nét, đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi đều được đặt riêng biệt. Tương tự phần ngoại thất thì khoang cabin của Hyundai Kona 2019 cũng mang đến một hơi thở mới cho người tiêu dùng Việt, tạo hình tối giản linh hoạt khi sử dụng là những gì khách hàng sẽ cảm nhận được khi bước vào bên trong khoang cabin của mẫu xe này. Bản tiêu chuẩn với toàn bộ ghế được bọc nỉ, hai phiên bản 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo được bọc ra cùng ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng 3 chấu, tích hợp nút bấm điều chỉnh đa chức năng và khóa thông minh. Trong khi đó, các nút điều khiển khí hậu sẽ được đặt trên cụm cần số, vừa tầm tay và dễ điều khiển hơn cho người lái. Hyundai Kona 2019 sở hữu các trang bị an toàn tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống chống cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo đèo mù trên hai bản cao nhất, hệ thống cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Kona sẽ có hai tùy chọn động cơ, hộp số bao gồm động cơ Akisson MPI 2.0 lít cho công suất tối đa 149 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, môn xoắn cực đại 180Nm tại 4.500 vòng trên phút, hộp số tự động 6 cấp, còn lại là động cơ Gamma 1.6 TGDI cho công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và môn xoắn cực đại 265Nm trong giải vòng tua từ 1.500 đến 4.500 vòng trên phút, hộp số ly hợp kép 7 cấp DTC. Đứng tại vị trí thứ hai không chiếc xe nào khác, chính là chiếc Ford EcoSport 2018 với giá bán tham khảo từ 545 triệu cho đến 689 triệu đồng. Chiếc xe này thì có khoảng sáng gầm nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Kona ở mức 175mm. Dù không sở hữu thân hình to con như những mẫu SUV Ford Everest hay Fortuner của Toyota, những chiếc SUV cỡ nhỏ như Ford EcoSport vẫn đang là hàng hot cho những khách hàng muốn sở hữu cho mình một chiếc xe đa dụng, vừa dễ dàng len lỏi trong khu vực đô thị, vừa có khả năng chinh phục các cung đường tỉnh xa. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.241mm, 1.765mm và 1.658mm, chiều dài cơ sở 2.519mm. Với các chỉ số kích thước thon gọn này thì EcoSport khá dễ dàng luồn lách trong khu vực đô thị đông đúc. Tổng thể thiết kế ngoại thất của EcoSport 2018 vẫn phần nào giữ được những đường nét rắn chắc đặc trưng như trên phiên bản cũ. Tuy nhiên, một số chi tiết đã được nâng cấp để tạo nên sự khác biệt hơn. Không chỉ vậy, không gian nội thất của EcoSport 2018 cũng được tân trang lại gần như toàn diện. Thay vì sử dụng các nút bấm cờ quá nhiều gây cảm giác rối mắt như trên phiên bản cũ, thì EcoSport được trang bị một màn hình cảm ứng cỡ lớn đi kèm với hệ thống thông tin giải trí sinh bà, mang đến cảm giác gọn gàng và có phần sang trọng hơn ở thế hệ trước đây. Vô lăng 3 chấu bọc da cũng được thiết kế lại đẹp mắt, tích hợp nút bấm chức năng tiện dụng cho người lái. Ghế lái của xe chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng, ghế được bọc chất liệu thuần da với tông màu đen chủ đạo, cảm giác có phần sang trọng và sạch sẽ hơn thế hệ trước. Tương tự như bản Trend và phiên bản còn lại thì EcoSport 1.5 lít AT Titanium vẫn được trang bị động cơ 1.5 lít Duratec DOHC 16 van i3 VTC, sản sinh công suất cực đại 110 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và môi xoắn cực đại đạt 140Nm tại 4.400 vòng trên phút. Trong khi đó,
Phiên bản cao nhất sử dụng động cơ EcoBoost 1.0 lít, sản sinh công suất 125 mã lực với mô men xoắn cực đại là 140 Nm. Đứng tại vị trí thứ 3 thì mời quý vị và các bạn cùng đến với gia đình rất nhiều Thánh. Vâng, sản phẩm Toyota Avanza 2018 có cái giá bán tham khảo từ 537 triệu đến 593 triệu. Với khoảng sáng gầm là 200mm thì Toyota Avanza đang giữ vị trí là mẫu xe có khoảng sáng gầm khá ấn tượng ở trong phân khúc. Xe có kích thước tổng thể khá nhỏ, 4190mm cho chiều dài, 1660mm cho chiều rộng và 1695mm dành cho chiều cao. Xe sở hữu những thiết kế đặc trưng của một mẫu MPV đa dụng, cụm đèn pha sử dụng bóng halogen với thiết kế liền khối, cùng lưới tản nhiệt 4 nan cỡ lớn. Thật sự là khi chúng ta nhìn vào thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng thấy được cái nét xưa cũ của mẫu Toyota Avanza này. Phía trên cản trước có thêm khe gió chạy ngang sang hai đèn sương mù dạng tròn, mâm xe 4 chấu dạng xoáy, không đẹp mắt vì phần hộc bánh hở quá nhiều. Về thiết kế nội thất là một mẫu xe MPV giá rẻ, nên Toyota Avanza không có những vật liệu và trang bị cao cấp ở phía trong khoang cabin. Đa số các chi tiết nhựa trên xe đều là loại nhựa cứng, trong khi toàn bộ các ghế ngồi đều chỉ được bọc nỉ mà thôi, kèm theo sự chỉnh tay đến từ tất cả các vị trí ghế ngồi. Bên cạnh đó thì Toyota Avanza là mẫu MPV cỡ nhỏ nên không thể đòi hỏi nhiều về sức mạnh vận hành. Xe được trang bị hai khối động cơ xăng 4 xi lanh công nghệ cam kép DOHC, biến thiên kép đùa VVTi. Dung tích 1.3 lít và 1.5 lít, bản 1.3MT sản sinh công suất tối đa 99 mã lực và mô men xoắn cực đại 123 Nm. Tiếp theo là bản 1.5GAT, dung động cơ 1.5 lít 2NRVE, công suất 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Với sức mạnh này thì Avanza sẽ thích hợp đi trong các đô thị cùng điều kiện mặt đường đi dễ dàng. Tiếp theo tại vị trí thứ tư là một thành viên trong gia đình nhà Toyota cùng được ra mắt với chiếc Avanza. Vâng, không chiếc nào khác, đó chính là Toyota Rush với giá bán tham khảo 668 triệu đồng. Thì Toyota Rush cũng sở hữu một khoảng sáng gầm đáng mơ ước trong các đối thủ, 220mm. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4435mm, 1695mm và 1705mm. Chiều dài cơ sở 2685mm, ngắn hơn 90mm so với đối thủ trực tiếp là chiếc Mitsubishi Xpander. Là mẫu crossover light MPV, nhưng Toyota Rush lại có gầm xe khá cao, vượt trội hơn một số crossover hạng trung. Từ thiết kế cho tới phân khúc, Rush còn được gọi là tiểu Fortuner. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng trước LED, bật tắt tự động theo điều kiện môi trường, kết hợp đèn định vị LED, đèn hậu cũng được sử dụng công nghệ LED, đèn sương mù, đèn xi nhan và đèn lùi vẫn sử dụng bóng halogen. Bộ la răng 17 inch thiết kế dạng cánh quạt, phay xước với hai tông màu tương phản, kết hợp lốp đan lốp, kích thước 215/60R17, gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện. Nội thất của Toyota Rush thì có phần thiết kế đơn giản đúng kiểu truyền thống của mẫu xe nhà Toyota. Vật liệu nhựa được làm giả da với màu be tương phản với màu đen của cả khoang cabin. Vô lăng bọc da, ghế xe bọc nỉ chỉnh tay cho cả ba hàng. Động cơ của Toyota Rush là loại 4 xi lanh dung tích 1.5 lít cho công suất 102 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.200 vòng trên phút, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ thống dẫn động cầu sau. Đây là một lợi thế của chiếc Toyota Rush này so với tất cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Các trang bị an toàn nổi bật trên Toyota Rush không có quá nhiều nhưng mà cũng bao gồm những cái công nghệ cơ bản như là hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hai cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Đứng tại vị trí cuối cùng có lẽ chúng ta không thể nào bỏ qua mẫu xe Mitsubishi Xpander với giá bán tham khảo của hai phiên bản là 550 triệu đồng và 620 triệu đồng. Thì khoảng sáng gầm của chiếc Mitsubishi Xpander có con số là 205mm. Vâng, một con số rất vừa đủ để chúng ta sở hữu mẫu xe này di chuyển cả trong phố hay những cung đường trường và cả những cung đường xấu nữa. Mitsubishi Xpander là mẫu xe crossover light MPV 7 chỗ gầm cao của hãng xe Nhật Bản. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe đa dụng này là Toyota Avanza, Toyota Rush. Thiết kế ngoại thất của Mitsubishi Xpander 2018 gây được sự thích thú cho người xem. Xe sở hữu ngoại thất được thiết kế theo triết lý Dynamic Shield quen thuộc của hãng xe Nhật Bản này. Phần đầu xe được thiết kế hình chiếc khiên với những chi tiết mạ chrome dày dặn và sáng bóng ôm lấy phần logo. Ở phần đầu xe thì xuất hiện 3 tầng đèn khác nhau, trên cùng là dải đèn LED định vị ban ngày, phía dưới, ở giữa thuộc về đèn pha cỡ lớn và nằm dưới cùng trên ba đợt xốp trước là cụm đèn sương mù hình tròn. Trong khi đó, phần đuôi xe được thiết kế đơn giản hơn với cụm đèn hậu LED đặt cao gần với trụ đề, kết hợp cùng một đường gân chạy dọc đến gương chiếu hậu. Bề mặt của cửa hậu và cản sau có các đường gân nổi, tạo phong cách mạnh mẽ khi nhìn từ phía sau.
Không gian nội thất của Xpander cũng được người tiêu dùng quan tâm. Theo nhà sản xuất công bố thì chiếc Xpander là mẫu xe rộng rãi bậc nhất trong phân khúc với chiều dài nội thất là 2840mm và chiều rộng là 1410mm. Với một mẫu xe giá rẻ như Mitsubishi Xpander thì quả thực rất khó để đòi hỏi các chi tiết vật liệu sử dụng trong xe phải cao cấp. Chất liệu được sử dụng phổ biến nhất trong nội thất là nhựa và nỉ. Ghế ngồi trên cả hai phiên bản đều được chỉnh cờ, vô lăng 3 chấu trợ lực điện tích hợp cụm điều chỉnh cruise control. Đáng chú ý, điểm ấn tượng nhất về tiện nghi của Xpander chính là xung quanh xe có rất nhiều ngăn chứa đồ lớn nhỏ khác nhau tại rất nhiều vị trí. Trái tim của chiếc Mitsubishi Xpander là khối động cơ 1.5 lít cho công suất 104 mã lực, mô xoắn cực đại 141 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Vâng, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng Auto Daily đi điểm lại một số mẫu xe gầm cao máy thoáng lại có cái giá khá mềm ở trong Facebook. Quý vị và các bạn, ai đã, đang và từng sở hữu một mẫu xe như vậy thì hãy comment ngay phía dưới video này về những ưu nhược điểm của nó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.